Một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Việt Nam đã bị bắt giữ ở Tây Ban Nha vài ngày sau khi nước này khởi động cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga sau vụ chuyển hàng từ tàu sang tàu của Maersk Product Tankers. Tàu Elephant của Việt Nam được đóng vào năm 2007 đã bị bắt giữ tại cảng Faroe phía bắc Tây Ban Nha hôm 14 tháng 2 theo cơ sở dữ liệu biên bản ghi nhớ Paris về kiểm soát quốc gia cảng. Nguyên nhân con tàu Việt Nam bị bắt giữ không được nêu rõ, nhưng sự việc diễn ra sau cuộc điều tra của Tây Ban Nha về việc chuyển dầu khí chân không từ tàu sang tàu liên quan đến tàu Elephant và tàu Maersk Magellan vào ngày 6 tháng 2. Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha kết luận rằng việc trao đổi hàng trên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và từ chối không cho phép tàu Maersk Magellan dỡ hàng tại cảng Tarragona 3 ngày sau đó. Theo dữ liệu theo dõi của Kepler, tàu Elephant đã đi về phía bắc quanh bờ biển Tây Ban Nha sau khi thực hiện việc chuyển hàng và đến Faroe hôm 11 tháng 2. Tàu này đã bị giam giữ 3 ngày sau đó. Tàu Elephant thuộc sở hữu của công ty thương mại hàng hải Hưng Phát có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh theo cơ sở dữ liệu của Vessels Value. Ngoài tàu Elephant, công ty Hưng Phát còn sở hữu hai tàu chở dầu khác. Chính phủ Việt Nam mới thông báo một khoản hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ Richter gây hậu quả nặng nề ở hai nước này. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 14 tháng 2 có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 đô la để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6 tháng 2. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nói rằng ông Chính cho biết sẽ giao các bộ ngành Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, tin cho hay hơn 100 người thuộc lực lượng quân sự và công an của Việt Nam đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vật tư, thiết bị để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Reuters hôm 16 tháng 2 dẫn ước tính từ công ty JP Morgan cho biết rằng thiệt hại từ trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 2 có thể chiếm 2,5% tổng sản phẩm quốc nội, tức khoảng 25 tỷ đô la. Hãng tin này còn cho biết rằng tổng số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 41.000 người và hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó nhiều người sống sót đã mất nhà cửa trong điều kiện nhiệt độ mùa đông lạnh giá. Việt Nam có thể sẽ không có một khung pháp lý để điều chỉnh cho việc phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi cho đến năm sau, theo một đại diện doanh nghiệp của Liên minh châu Âu được Reuters trích lời cho biết hôm 16 tháng 2. Sự chậm trễ này được coi là có thể làm đình trệ hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Theo nhóm Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhờ gió mạnh và vùng nước nông gần các khu vực đông dân cư ven biển. Ước tính lĩnh vực này có thể bổ sung ít nhất 50 tỷ đô la cho nền kinh tế Việt Nam. Dự thảo kế hoạch phát triển năng lượng gần đây nhất của Việt Nam hồi tháng 12 đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 7 gigawatt từ điện gió ngoài khơi từ con số 0 hiện nay. Việc chậm đưa ra một khung pháp lý sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các khoản đầu tư lớn vào các trang trại điện gió tại Việt Nam, bao gồm một phần lớn trong số 15,5 tỷ đô la được các nước G7 cam kết hồi tháng 12 dành cho các dự án chuyển đổi năng lượng xanh, theo Reuters. Viện dẫn thông tin từ các cuộc đàm phán giữa các quan chức Việt Nam và các doanh nhân châu Âu vào đầu tuần này, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, cho Reuters biết rằng tiến độ của việc đưa ra khung pháp lý của Việt Nam phụ thuộc vào luật mới về việc sử dụng không gian biển cho mục đích quân sự, hàng hải hoặc các mục đích khác, vốn có khả năng được đưa ra trước tháng 10, bất chấp áp lực của các công ty Liên minh châu Âu thúc đẩy trong một tiến độ nhanh chóng hơn. Ngoài ra, hãng thông tấn Anh dẫn lời một số nhà ngoại giao và chuyên gia cho biết Việt Nam cũng muốn xem xét kỹ lưỡng đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực này vì lý do an ninh quốc gia, vì những lo ngại rằng các trang trại điện gió có thể được sử dụng để do thám. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Theo thông báo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc,
thì tổ chức này đang hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và khuyết tật với chương trình tiêm chủng, được xem là một trong những can thiệp sức khỏe cộng đồng hiệu quả nhất về chi phí. Tuy nhiên, vẫn có trẻ không được thụ hưởng chính sách này. Trong phường ở chợ Anh, chích thuốc 501, hai bé ra là có chích, nhưng mà là có lúc giống như là đi trễ hết thuốc là không có chích. Tới giờ luôn chưa chích lại, tại vì mùa dịch này đâu có, lúc đó mùa dịch ta cấm ra đường, rồi tụi nó còn nhỏ nó không có đi chích, cho tới giờ luôn á. Những đứa trẻ theo chân phụ huynh để mưu sinh trên đường phố quả là khó thể tuân thủ theo một lịch tiêm chủng miễn phí, được bà Phương Hồng nói rằng thường chỉ giới hạn mấy hôm giữa tháng. So với những đứa bé không phải theo mẹ rong ruổi cơm áo thì chuyện tiêm chủng theo lịch trình đơn giản hơn nhiều. Những đứa trẻ này thì đúng là khó thể tìm đến những điểm dịch vụ y tế với số tiền tiêu tốn thường cũng phải vài trăm ngàn đồng. Những đứa trẻ đó không hề biết rằng mình cũng được quyền nhận sự tiêm chủng cũng giống như bao đứa trẻ nhà giàu có khác. Còn chích tốn tiền tại vì 5-6 trong một là nó tới mấy trăm ngàn mỗi lần. Với lại còn nếu mà chích tốn tiền thì nhà em khó khăn lắm. Tự hai con nhỏ không có buôn bán được gì. Việc mưu sinh của người nghèo gần như choáng hết thời gian trong ngày nên cũng khó trách cứ họ vì sao không ghi nhớ lịch tiêm chủng miễn phí tại trạm y tế. Ở đây có vấn đề là gần như giới cần lao nơi đường phố cũng không biết luôn về quyền được chích ngừa đầy đủ của trẻ em. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ngày 16 tháng 2 tuyên bố Mỹ sẵn sàng bảo vệ các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva nếu có yêu cầu. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tallinn sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Estonia, ông Austin nhấn mạnh. Mỹ vẫn kiên định cam kết bảo vệ tự do và chủ quyền của các đồng minh vùng Baltic của chúng tôi. Chúng tôi đoàn kết với các bạn để ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh chung của chúng ta. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, việc Nga xâm lược Ukraine đã củng cố NATO. Ông Putin nghĩ rằng ông ấy có thể chia rẽ NATO, nhưng hành động gây hấn của ông ấy đã đạt được điều ngược lại. Liên minh NATO đoàn kết và mạnh mẽ hơn tôi thấy. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nói, Estonia, một thành viên của NATO và EU, là quốc gia đi đầu trong viện trợ cho Ukraine và cần phải làm nhiều hơn nữa. Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Ukraine về mặt tuyệt đối. Estonia là nước đóng góp tương đối. Hỗ trợ quân sự của Estonia cho Ukraine gần đây đã vượt quá 1% GDP của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể và phải làm nhiều hơn nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 2 cảm ơn các nhà lập pháp Na Uy vì đã đồng ý thông qua gói viện trợ song phương trị giá khoảng 7 tỷ đô la trong 5 năm. Sự hỗ trợ mà Na Uy đang cung cấp cho đất nước chúng tôi tạo tiền lệ cho sự hỗ trợ bền vững. Na Uy, một nước xuất khẩu dầu mỏ lớn, đã chứng kiến thu nhập của chính phủ tăng lên mức kỷ lục sau khi Nga xâm lược Ukraine, khi giá khí đốt bán cho châu Âu tăng vọt vào năm ngoái. Gói viện trợ Na Uy dành cho Ukraine được loan báo hôm 6 tháng 2 là chương trình viện trợ lớn nhất mà Na Uy từng cung cấp cho một quốc gia. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 16 tháng 2 loan báo đã mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thảo luận và đạt thỏa thuận hòa bình cho mối quan hệ ba bên ở Ukraine với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả các vấn đề tại đây. Tuyên bố được đưa ra trong sự kiện mà chính quyền Belarus mô tả là một cuộc họp báo ngẫu hứng cho các phương tiện truyền thông quốc tế kéo dài hơn 3 giờ. Ông Lukashenko nói, thay vì thăm Belarus,
ông Biden sẽ tới Ba Lan. Tổng thống Belarus cũng cáo buộc Ba Lan tìm cách leo thang xung đột ở Ukraine. Ông còn cáo buộc rằng một cuộc tấn công phi đạn nhắm vào Belarus từ lãnh thổ Ukraine đang được chuẩn bị. Ông Lukashenko cho biết sẽ không gọi quân trừ bị ở Belarus và rằng quân đội Belarus sẽ chỉ gia nhập lực lượng Nga nếu quân đội nước ngoài đặt chân lên đất Belarus. Trung Quốc quan ngại và kịch liệt phản đối việc NATO nói rằng các bộ trưởng quốc phòng trong khối NATO đã đồng thuận về quan điểm xem Bắc Kinh là một mối đe dọa, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 16 tháng 2. Chúng tôi kêu gọi NATO loại bỏ quan niệm đối đầu lỗi thời xuất phát từ tâm lý chiến tranh lạnh, từ bỏ việc tạo ra những kẻ thù tưởng tượng và ngừng các hoạt động gây hỗn loạn cho châu Âu và châu Á, Thái Bình Dương. Sau đó, ông chỉ trích tài liệu của NATO được công bố năm 2022 mang tên Khái niệm chiến lược, trong đó đề cập cụ thể đến Trung Quốc như một thách thức an ninh đối với Liên minh NATO. Đại diện của các quốc gia NATO mới đây họp tại Brussels trong một cuộc họp kéo dài 2 ngày, trong đó họ cam kết tăng cường sản xuất đạn pháo và cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine. Quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây căng thẳng trong những ngày gần đây, nhất là sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bị lực lượng Mỹ bắn hạ sau khi bay qua lục địa Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 2 kêu gọi Hoa Kỳ nên hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những khác biệt liên quan đến việc khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Hoa Kỳ. Việc khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc đi lạc vào không phận Mỹ hoàn toàn là một tai nạn bất khả kháng. Một khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc và ba vật thể khác đã bị máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ bắn hạ trong tháng 2 này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chịu áp lực từ các nhà lập pháp, yêu cầu ông phải tiết lộ thông tin nhiều hơn về hàng loạt vụ các vật thể bay vào không phận Mỹ, khiến nhiều người Mỹ hoang mang. Hoa Kỳ nói khinh khí cầu Trung Quốc được sử dụng cho mục đích do thám, trong khi Bắc Kinh gọi đó là khinh khí cầu thời tiết. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un động thổ một dự án nhà kính quy mô và phát triển 10.000 căn hộ, theo một đoạn video do đài truyền hình nhà nước KRT công bố ngày 16 tháng 2, tô đậm các dự án xây dựng giữa những nghi ngờ của nước ngoài về tình trạng thiếu lương thực của Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Triều Tiên đưa tin về lễ động thổ hôm 15 tháng 2 tại thủ đô Bình Nhưỡng, dẫn lời một quan chức cho biết việc xây dựng nhà kính sẽ là một mô hình để khắc phục những khó khăn hiện tại. Nước láng giềng Hàn Quốc hôm 15 tháng 2 nói một cuộc khủng hoảng lương thực dường như đang trở nên tồi tệ ở Triều Tiên, và tờ báo Dong-a Ilbo của miền Nam đưa tin rằng Triều Tiên đã cắt giảm khẩu phần ăn cho binh lính của mình lần đầu tiên sau hơn 2 thập niên. Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ tình trạng thiếu lương thực nào, nhưng đảng cầm quyền của nước này đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 2 về điều mà truyền thông nhà nước gọi là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách nhằm thiết lập chiến lược đúng đắn cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Metaverse, tức thế giới ảo, hiểu một cách nôm na là khi thế giới hiện thực tương tác với thế giới điện tử. Trong những năm gần đây, Metaverse được các chuyên gia trong ngành công nghệ điện tử đánh giá là một phát minh nóng bỏng đang được chú ý. Ứng dụng truyền tải trực tuyến kinh nghiệm thực tế từ thế giới thực đến thế giới ảo,
cho phép con người thật trở thành con người ảo, hay thường gọi là avatar, để họ tương tác với nhau từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Thế giới ảo này là một thế giới nhân tạo được chế ra bằng trí tuệ nhân tạo, từ dữ liệu trực tuyến để hòa nhập kinh nghiệm thật của người dùng khi truyền tải âm thanh, hình ảnh, ánh sáng một cách linh hoạt và trực tuyến. Cái mà chúng tôi làm là sẽ đưa anh vào trong hệ thống khối lượng di động của Sony. Chúng tôi chỉ dùng 7 cái máy cảm biến để thu thập dữ liệu về anh và truyền tải nó hầu như lập tức vào thế giới ảo 3D Metaverse. Chúng sẽ thu thập hầu như bất cứ cử động nào mà anh làm. Ồ, tôi rất thích cử động đó. Ồ, làm con robot nhỏ, chưa ai làm cái này hết. Tôi thích lắm, hay lắm. Rồi, bây giờ trong vòng 10 giây, chúng ta sẽ thấy ngay đằng kia, trên màn hình, là anh, rất chi tiết trong thế giới ảo Metaverse. À, anh đây rồi. Đây là anh Michael trong thế giới ảo trên màn ảnh. Anh ta rất thích điều này. Anh ta rất thích những cử động của anh ta. Nhiều fan hâm mộ không thể vào được sân vận động vào mỗi trận đấu, nhưng họ muốn có được cảm giác liên kết với đội nhà của họ, và đây là cách họ làm như vậy. Sau khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi dùng những dữ liệu được thu thập từ những máy thu hình thể thao và tạo ra một môi trường ảo cho những fan hâm mộ để họ có thể hòa nhập vào đội bóng của họ và xem trận đấu từ những góc độ khác nhau. Từ một trận đấu thật à? Vâng, từ một trận đấu thật. Chỉ một điều khác là những người này là những người ảo với hình dáng đời thật avatar, nên khi tôi xem trận đấu, tôi có thể xem từ góc độ cao như chim bay trên trời ngó xuống, tôi có thể xem từ góc độ thủ môn, tôi có thể xem từ góc độ cầu thủ, ghi bàn, hoặc tôi có thể tạo ra một avatar, chạy trên sân cỏ và xem bóng từ góc độ đó. Khi tôi xem xong trận đấu, tôi không dừng ở đó, tôi rời trận đấu, ra khỏi sân vận động, đến các trung tâm ở ngoài và bàn tán trò chuyện với những fan hâm mộ khác về đội nhà, hoặc tôi có thể hoan hô, chúng ta thắng rồi. Công nghệ càng tân tiến thì ranh giới giữa hư và thật ngày càng thu nhỏ. Tuy công nghệ điện tử ngày càng làm cho cuộc sống tiện nghi hơn và liên lạc nhanh chóng dễ dàng hơn, nhưng nó cũng thay đổi cách sống của con người. Liệu đây có là kết quả mong muốn của nhiều người thì vẫn là một câu hỏi còn mỏ ngỏ. Có rất nhiều câu hỏi về ba vật thể bay không xác định bị quân đội Mỹ bắn hạ trong vài ngày qua. Đây là một điều mà Tòa Bạch Ốc có thể tự tin khẳng định. Không có dấu hiệu nào về người ngoài hành tinh hoặc hoạt động ngoài trái đất liên quan tới những vụ bắn hạ gần đây. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dân Mỹ biết điều đó, rằng tất cả biết điều đó. Điều quan trọng là chúng tôi phải nói ra điều đó. Nghiêm túc mà nói, các quan chức Tòa Bạch Ốc đưa ra một giả thuyết về lý do tại sao quân đội đột nhiên tìm thấy nhiều vật thể bay như thế này hơn, bởi vì đây là những thứ họ đang tìm kiếm. Nếu bạn đặt các tham số theo cách để tìm kiếm một thứ gì đó nhất định, thì có nhiều khả năng là bạn sẽ tìm thấy một thứ gì đó. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc trên bờ biển phía đông nước Mỹ, quân đội Hoa Kỳ bắn hạ một UFO trên Alaska. Ngày hôm sau, Hoa Kỳ phối hợp với Canada hạ một chiếc khác trên lãnh thổ Yukon. Một ngày sau đó, một vật thể bay không xác định bị bắn hạ trên hồ Huron. Nhưng mọi người không nên hoảng sợ theo lời ông Kirby. Chúng tôi không cho rằng những vật thể bay vừa được phát hiện trong thời gian gần đây gây ra bất kỳ mối nguy trực tiếp nào đối với người dân trên mặt đất. Và chúng tôi đang tập trung nguồn lực nhằm xác minh tính chất cũng như mục đích của những vật thể bay đó. Nhưng nếu sự thật được phơi bày, thì nó cũng bị che mờ bởi sự tức giận của Trung Quốc đối với những gì họ nói là sự trừng phạt không công bằng của Hoa Kỳ đối với một khinh khí cầu thời tiết, vốn chỉ đơn giản trôi dạt trên toàn bộ lục địa Hoa Kỳ. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cáo buộc Washington háo hức khai hỏa. Ông không nói liệu ba vật thể gần đây có phải là của Trung Quốc hay không, nhưng đã đưa ra một loạt cáo buộc nhằm vào Washington. Việc Mỹ lạm dụng vũ lực, phản ứng thái quá và làm leo thang tình hình là đi ngược lại tinh thần của luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Giờ đây họ thổi phồng, phóng đại và làm trầm trọng thêm tình hình, lấy đây làm cái cớ để trừng phạt bất hợp pháp các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc. Trung Quốc cực kỳ không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này. Hiện tại, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và ông Kirby cho biết, quân đội Trung Quốc không quan tâm đến việc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng, Hoa Kỳ không có máy bay do thám trong không phận Trung Quốc. Theo nhà phân tích Emily Harding, điều này gây căng thẳng với Bắc Kinh và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cho Washington,
những câu hỏi mà ông Kirby không thể trả lời khi được hỏi. Tôi nghĩ thông điệp được gửi tới Bắc Kinh là: này, chúng tôi bắt quả tang được các người rồi. Chúng tôi biết các người đang làm gì. Thôi ngay cái trò đó đi. Tôi nghĩ câu hỏi thú vị hơn ngay bây giờ đối với Lầu Năm Góc sẽ là: các quy tắc đối phó với những sự kiện này như thế nào? Đột nhiên, chúng ta phát hiện ra những vật thể này bay lơ lửng trên miền Bắc Hoa Kỳ. Và liệu chúng ta sẽ cố gắng bắn hạ từng cái một, hay chúng ta sẽ tìm ra một cách tốt hơn để xác định có hay không một mối đe dọa an ninh quốc gia? Nhà phân tích này cũng cho biết, những thuyết âm mưu trôi nổi trên mạng cũng mang tới một mối bận tâm khác. Có quá ít thông tin được tiết lộ với công chúng. Đây là môi trường tốt giúp tin giả, tin xuyên tạc, thuyết âm mưu lan truyền. Tôi nghĩ rằng đã có một số lời bông đùa không ác ý về vấn đề này trên mạng trong vài ngày qua. Nhưng đồng thời bạn cũng không thực sự biết rằng mình có muốn đưa ra phỏng đoán và phát tán những thông tin có thể đã bị xuyên tạc hay không. Điều này để lại câu hỏi lớn nhất. Một khi các nhà điều tra xác minh được tính chất cũng như nguồn gốc của những vật thể kia, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên không phận Mỹ trong nhiều ngày khiến truyền thông phát sốt trước khi chính phủ Hoa Kỳ bắn hạ nó vào ngày 4 tháng 2. Trung Quốc gọi việc bắn hạ khinh khí cầu rõ ràng là một phản ứng thái quá. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố xin trích: khinh khí cầu là của Trung Quốc, đó là một khinh khí cầu dân sự được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng học. Bị ảnh hưởng bởi gió Tây ôn đới và với khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với dự tính, hết trích. Nói như vậy là sai. Chính phủ Hoa Kỳ đã bác bỏ lời biện bạch của Trung Quốc về khinh khí cầu. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói không nghi ngờ gì đó là một khinh khí cầu do thám. Theo hãng thông tấn AP, Lầu Năm Góc đã có thể phân tích cách nó di chuyển và những gì nó có khả năng do thám. Khinh khí cầu dường như có khả năng được điều khiển bay ra khỏi Hoa Kỳ sau khi sự hiện diện của nó bị bại lộ. Trích lời một quan chức Hoa Kỳ, Reuters tường thuật rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có cánh quạt và bánh lái và lảng vảng ở một số địa điểm, dường như bao gồm 3 căn cứ quân sự của Mỹ. Một quan chức Hoa Kỳ nói với AP rằng nó mang theo thiết bị không giống như thiết bị được sử dụng cho nghiên cứu khí tượng hoặc dân sự, trong khi các nhà khí tượng học Hoa Kỳ cho biết nó trông không giống một quả bóng bay dự báo thời tiết thông thường. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ. Tại thành phố Chelyabinsk, tây nam nước Nga, nhiều người hưu trí phải mua đồ ăn quá đắt để dùng trong lúc mọi người chật vật trang trải cuộc sống giữa bối cảnh vật giá leo thang, kinh tế tuột dốc, chi phí đời sống tăng cao. Những người Nga cao niên phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi, ngày càng tìm đến những nơi bán đồ ăn quá đắt ở các ngôi chợ địa phương. Đồ ăn hết hạn sử dụng ngày càng trở nên phổ biến vì tiền trợ búa, giá cả đồ ăn thức uống phi mã, người dân địa phương cho biết. Trước đây, chúng tôi thường mua xúc xích và thịt, giờ phải nhịn ăn mấy món này để tiết kiệm. Khi tôi còn đi làm, thịt rẻ hơn giờ rất nhiều, nhưng nay thịt rất đắt. Mẹ tôi không ăn thịt heo được, không tốt cho người già. Nhưng mà không có sự lựa chọn mua thịt heo hay thịt bò, vì thịt bò cực kỳ đắt. Dân ở đây cho biết giá cả đồ ăn thức uống ở các ngôi chợ đã tăng gấp đôi. Đó là lý do khiến người ta phải chọn đồ ăn quá đắt có giá rẻ hơn. Sau khi Moscow khai hỏa chiến tranh tại Ukraine, nền kinh tế Nga bị một làn sóng chế tài quốc tế chưa từng thấy từ trước đến nay, và giá thực phẩm tăng đột biến. Theo Quỹ Hưu trí Nga, tiền lương hưu trung bình hồi mùa hè năm ngoái là chưa tới $300 một tháng.